Hello mọi người, hôm nay mình đang ở hiện giờ mình đang ở China Sen, điểm 99 Sen. Đây, được rồi, đây 99 Sen. À, sắp tới Halloween này, con chuột này, mình con gì ta, con chó à? Đó. Đầu lâu mất nổ. Chế biến. Đó. Mọi thứ đang chuẩn bị được trang trí cho đâu. Ngày chuẩn bị cho ngày Halloween, ngày ma quỷ. Ngày này là ngày lễ lớn. Ngày lễ lớn. Đủ lâu rồi. Chứ nhận rồi. Rồi ôi, đó cái gì cũng này để cái xô để xin kẹo. Người ta xin kẹo tới ngày Halloween, người ta xin kẹo. Con này con gấu Noel, sau Halloween thì tới Thanksgiving xong tới Noel đó. Đây là đồ chơi, là hàng đồ chơi, đồ chơi với là đồ bút viết rồi vậy đó, học tập vẽ mỹ thuật, kỹ thuật gì đó. Ngươi cái mặt đó viết, cái viết viết mực, viết thì bút bi, súng bắn kèo. Làm bánh bao bao rác, còn cái này là giấy giấy là miệng, nắp kinh kêu là nắp kinh, giấy là miệng, cái này giấy giấy vệ sinh, giấy đi còn là ráp để đồ ăn, để nướng đồ ăn, giấy ráp bạc là nướng đồ ăn này, nước nước uống, nước lọc, nước các loại, bỏ đường, ok. Giấy chuối trái cây đồ nè, nó khu này là hàng rau củ trái cây, xoài đu đủ, hành hành tây, hành củ. Đồ tắm, với đồ ăn của em bé, đồ của em bé nó này dép quá trời luôn nè, có 99 sen, tiệm có 99 sen mà đủ thứ, có những đồ 5 sen, 5 đồng nữa, 5 đô, 1 đô 99, 2 đô nè, có những đồ 5 đô rưỡi, 6 đô đó. Đó. 6 đô. Có những đồ 5 đô nè, 4 đô 99, 5 đô nè. Vậy đó. Nó là 99 xe nhưng mà cái gì cũng có những cái trên 99 xe. Nhưng mà cái gì cũng cũng có số 99 là sao á. 3 đô 99 à. Đó.
Thì là tiệm 99 xe đi. Đằng trước là số, đằng trước số số khác nhưng mà đằng sau là lúc nào cũng 99. Đây có đô 29 nè. Chưa tới, mới 1 đô rưỡi à, chưa tới 2 đô.